Giờ trái đất năm 2020 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hôm nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 3, bằng cách tắt đèn và các thiết bị không cần thiết. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sẽ không tổ chức các hoạt động nhờ đông người như là đạp xe cổ động hay đêm sự kiện tắt đèn giờ trái đất tại nhiều thành phố lớn trên cả nước. Thay vào đó là các hoạt động tuyên truyền online như đăng tải thông điệp, hình ảnh, video trên các website và mạng xã hội, chạy chữ tại các màn hình đến hết tháng 3 năm 2020. Giờ trái đất 2020 chuyển trọng tâm từ biến đổi khí hậu sang mất đa dạng sinh học, kêu gọi sự cam kết của chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hành động nhằm đảo chiều những tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học. Các hoạt động của chương trình góp phần thúc đẩy những sáng kiến thay đổi hành vi tiêu dùng như tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng đồ nhựa và nói không với tiêu thụ động vật hoang dã. Qua đó, cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh.